bài của hóa sinh lâm sàng, đó là bài hóa sinh hệ thống gan mật ha. Thì các bạn đã đi bệnh viện rồi thì bài này nó sẽ nói chung một cái khái quát lại, một cái góc nhìn từ hướng gần lâm sàng cho các bạn về cái hóa sinh hệ thống gan mật. Đây là mục tiêu của bài giảng của các bạn, thì mình sẽ có phần đầu lắc hả các bạn. Bạn Vũ Hoàng Sơn hả? Bị lắc là mình không nghe tiếng hay là bị sao các bạn? Hay là Sơn Hoàng Vũ? Alo, các bạn có nghe không? À, tại anh thấy có bạn Sơn Hoàng Vũ hay gì nè, bạn báo là bị lắc hay gì đó. Ok, vậy mình sẽ có nội dung của bài trao đổi bữa nay. Sơn Hoàng Vũ, nội dung trao đổi bữa nay. À, các bạn ha. Mình quay lại tí xíu. Mình sẽ có nội dung đó là trình bày thành phần hóa học của nhân mô gan, nêu 7 chức năng hóa sinh gan và các xét nghiệm tương ứng. Nêu một số xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán bệnh lý về gan mật, phân tích bốn hội chứng chính về xét nghiệm trong các bệnh lý về gan mật, và cuối cùng là biện luận các kết quả xét nghiệm sinh hóa. Thì cái phần cuối cùng này là các bạn, các phần biện luận kết quả xét nghiệm sinh hóa, là cái bài này là nó sẽ tương ứng với các bài tập tự học của các bạn. Thì sau bài buổi này anh sẽ gửi các bạn một cái đường link, tức là sau khi tất cả các khóa y cao 12 học xong bài hóa sinh hệ thống gan mật xong, anh sẽ gửi một cái đường link. Trong đường link đó thì nó sẽ có kết quả các bạn trong quá trình các bạn đi tại bệnh viện, các bạn sẽ chọn một bệnh nhân và các bạn phân tích, tức là bạn học à phần đầu tiên nó sẽ có là hành chánh của bệnh nhân đó, là tên, tuổi, giới tính, khoa học, lý do nhập viện, rồi sơ bộ các bạn sẽ biết sơ bộ về cái bệnh sử, tiền sử của bệnh nhân đó, khám lâm sàng được cái gì, các bạn biết sơ bộ những nội dung đó. Sau đó các bạn, nội dung chính là các bạn sẽ phân tích cái kết quả xét nghiệm liên quan đến bệnh lý gan mật của bệnh nhân đó. Có thể là bệnh nhân này tất cả các xét nghiệm đều là bình thường hết nha các bạn, và không nhất thiết bệnh nhân này là phải là bị bệnh về gan mật, không cần. Có thể là một bệnh nhân bị viêm ruột thừa, một bệnh nhân bị viêm ruột thừa, một bệnh nhân bị ung thư hay gì đó, bệnh lý gì cũng được, nhưng các bạn phân tích về cái chức năng gan của bệnh nhân đó, phân tích các xét nghiệm liên quan về chức năng gan của bệnh nhân đó. Được mà, đó là bài tập tự học của các bạn, nó sẽ ứng với cái mục nội dung số 5, đó là biện luận các kết quả xét nghiệm sinh hóa. À, sau khi xong là sẽ gửi đường link các bạn, xong tất cả các lớp sẽ gửi, và đó xem như là bài tập tự học và cũng sẽ chấm điểm cho các bạn. Thì vì mình học online số lượng lớn thì anh sẽ không có cho các bạn kiểm tra, và các bạn sẽ làm bài tập tự học và anh sẽ chấm điểm trên bài tập tự học đó. Các bạn được quyền chọn bệnh nhân giống nhau, mà đã thấy các bạn đi cùng khoa, các bạn chọn những bệnh nhân giống nhau được, anh chấp nhận chuyện đó ha. Có thể là bệnh nhân giống nhau nhưng câu văn cách phân tích của các bạn thì hiển nhiên nó sẽ phải là khác nhau. Tức là ai khai thác bệnh sử thì bệnh sử là giống nhau nè, nhưng cái cách viết lại, cách trình bày về bệnh sử, về tiền sử, về khám lâm sàng cũng như cách phân tích kết quả cận lâm sàng, mỗi bạn sẽ phân tích khác nhau. Nếu như giống nhau toàn bộ không chấp nhận chuyện đó, có thể là lấy điểm đó chia đôi hoặc chia cho số lượng người có lượng bài giống nhau nha các bạn. Cái này mình thống nhất trước nha. Thì sau khi anh dạy xong hết, tức là trong tuần này anh sẽ dạy, sẽ trao đổi hết cho tất cả các lớp IK 42 về bài hóa sinh hệ thống gan mật, thì anh sẽ mở đường link cho đến cuối tháng 5.
Tức là anh dự tính là 30 tháng 5 là hạn cuối cùng các bạn sẽ phải nộp lại cho anh. À, thì các bạn ta sẽ mở đường link sẵn, đến 30 tháng 5 tự động khóa đường link và bắt đầu chấm điểm và công bố điểm cho các bạn ngày hôm đó. Mẹ lỗi ha. Rồi, mình có thắc mắc gì về cái chỗ nội dung của bài tập thực học không các bạn? Về bài tập thực học mình có thắc mắc gì không? Hello, các bạn ơi. Có nghe chưa các bạn? Rồi, để nha. Rồi, giờ mình bắt đầu cho bài học ha. Thấy có một số bạn rồi không cuộc họp là mình mạng mình bị lắc hay sao? Rồi, để tắt cái video đi. Lỡ đó. Rồi, giờ mình bắt đầu vào bài tiếp tục các bạn. Rồi, thì bây giờ phần đầu tiên của mình cần nói đó là phần phần hóa học của nhu mô gan. Thì các bạn lưu ý, thành phần hóa học của nhu mô gan giữa tất cả những người, chẳng hạn giữa anh thì các bạn và những người khác, thì về các chất là gần như giống nhau, mà thành phần của nó, tức là chẳng hạn nó sẽ gồm có glucid, có lipid, có protein, có các acetamin, có vitamin, có enzyme, có một số chất được dự trữ tại gan, những cái đó gần như là giống nhau, nhưng nó sẽ khác nhau về tỷ lệ của các chất đó, hay là tỷ lệ phần trăm của các chất đó sẽ khác nhau, nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt của mỗi người, nó tùy thuộc vào chế độ ăn uống của mỗi người, nó tùy thuộc vào thời kỳ hoạt động của mỗi người và nó tùy thuộc vào trạng thái bệnh lý của cơ thể của mọi người. Ví dụ những người gầy thì chắc chắn thành phần hay cái tỷ lệ phần trăm của thành phần hóa học như mô gan của người gầy và người mập nó sẽ khác nhau, của trẻ em nó sẽ khác với người lớn tuổi, của người đang bị bệnh nó sẽ khác với người bình thường, nó sẽ không giống nhau tất cả mà nó chỉ giống về các thành phần như tỷ lệ là không giống nhau. Và lưu ý cái này ha. Rồi, vậy theo các bạn thì chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất của thành phần hóa học của nhu mô gan nó sẽ là thành phần nào? Các bạn theo các bạn thì thành phần hóa học của nhu mô gan chiếm nhiều nhất nó sẽ là thành phần nào vậy các bạn? À, các bạn có thể không cần phải trả lời bằng mic mà các bạn có thể nhắn tin vào khung trò chuyện anh vẫn đang xem. À, ví dụ như bạn hay là anh Đậu Quắn trả lời là nước, bạn Nguyễn Minh Tâm trả lời là dịch mật. Và các bạn xác định gì theo các bạn thì thành phần hóa học nào chiếm nhiều nhất của nhu mô gan? Mới có ba đáp án thôi, đây là bạn những bạn khác đâu, mình cứ trao đổi với các bạn. Bữa nay chắc các bạn có đọc bài trước nên đa số các bạn đều trả lời đúng, đó là nước. À, rất nhiều bạn trả lời là nước những buổi trước, hay là hoặc là chắc có đẩy anh lỡ nước slide quay các bạn thấy thì câu trả lời đúng đó là nước ha. Thì các bạn lưu ý nước nó sẽ chiếm từ 70 đến 75% cái trọng lượng của gan. À, thì điều này thực sự nó sẽ được giải thích như thế này, nó sẽ không khác chẳng hạn mình nói à 33 75% cơ thể người là nước, và thì gan nó cũng không khác như vậy. Và ngoài ra nó còn một nguyên nhân nữa, thì tí xíu nữa qua đến chức năng vận chuyển nước của gan các bạn sẽ được lý giải thêm về vấn đề tại sao nước là chiếm tỷ lệ lớn của gan. Thì sau khi loại bỏ nước ra thì phần phần chất khô còn lại nó sẽ chiếm từ 20 đến sẽ từ 25 đến 30% là trọng lượng chất khô. Thì trong loại chất khô này chiếm nhiều nhất nó sẽ là protein các bạn. Hay vì tại sao chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất trong thành phần chất khô của gan lại là protein? Thì các bạn phải nhớ là những phần hóa sinh mà các bạn đã học, thì protein nó đóng vai trò là tạo hình, là vật chất chính của nó, nên các bạn có thể nhìn thấy được khối gan, các bạn có nhìn thấy được một miếng gan hoặc một cái gan của bệnh nhân thì đó là thành phần tạo hình
là vai trò quan trọng của protein. Ngoài ra ở gan nó còn tổng hợp lên protein cho bản thân nó, tổng hợp lên protein cho cung cấp cho các cơ quan khác để tổng hợp. Do thành phần protein là thành phần chiếm nhiều nhất trong chất khô của gan. Đứng sau đó mình sẽ có đó là glycogen. Thì tại vì gan nó có thực hiện chức năng là dự trữ glycogen cho hoạt động của toàn bộ cơ thể, nên tại gan glycogen chiếm một lượng khá là lớn. Tiếp tục đó mình sẽ đến là lipid trung tính, phospholipid, cholesterol, tức là những thành phần lipid. Ngoài ra mình sẽ còn có những núi khoáng, các vitamin và các enzyme ở đây nữa. Nhưng thành phần của những núi khoáng, vitamin và enzyme thì nó chiếm tỷ lệ không cao. Khi đọc nói về protein, thì protein của gan nó sẽ chiếm 1/2 lượng chất khô của gan. Nó sẽ gồm có albumin, curcumin, nucleoprotein, collagen, acetamin tự do, acid glutamic và đặc biệt có ferritin. Ferritin nó là một protein chứa sắt, hay nó được xem là sắt dự trữ hay là dạng dự trữ sắt của cơ thể, và nó được giữ tại gan. Ta thấy là việc tốc độ biến đổi protein của gan thì rất là nhanh, thời gian phân hủy của nó trung bình chỉ có vài ngày mà thôi. Điều này chứng tỏ là việc khi các bạn đã từng nghe đến một chuyện như thế này, nếu như bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do rượu, tức là khi bệnh nhân sử dụng rượu nó sẽ làm tổn thương tế bào gan, làm cho tế bào gan nó bị tổn thương. Mà khi nó bị tổn thương mà nó không phục hồi kịp thì tế bào mỡ nó sẽ xông lớn vào trong đó, và dần dần nó sẽ dẫn đến là bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do rượu. Thì với trường hợp đó, chỉ cần bệnh nhân cử tuyệt đối rượu từ 3 đến 6 tháng thì gan nó có thể trở về bình thường. Tức là tốc độ biến đổi của protein tại gan rất là nhanh, chỉ có thể thời gian phân hủy nó chỉ là vài ngày thôi. Tiếp tục thành phần glucid của hóa học của gan á, thì chủ yếu nó sẽ là glycogen. Lý do này là mình có nói rồi. Về thành phần lipid thì nó chiếm khoảng 5% trọng lượng khô của gan. Nó sẽ gồm có lipid trung tính, phospholipid và cholesterol. Và về các enzyme và vitamin của gan thì gan là nơi chứa nhiều enzyme nhất. Rồi tại sao nó phải chứa nhiều enzyme nhất? Tại đây gan nó sẽ ra rất là nhiều các quá trình chuyển hóa, ví dụ như tổng hợp glycogen từ các đường đơn, nó quá trình tân tạo glucô, tổng hợp ure. Bởi vì nó thực hiện rất nhiều quá trình chuyển hóa như vậy nên nó cần hệ thống enzyme làm hoàn chỉnh nhất và đa dạng nhất. Chính vì lý do này mà hoạt động của gan nó rất là phong phú, mạnh mẽ và hiệu. Ngoài ra tại gan nó còn chứa nhiều caroten, ví dụ rồi vitamin A, vitamin A, vitamin D, các vitamin nhóm B, ví dụ như B1, B2, B6, B12. Nó dự trữ một số vitamin cho cơ thể, ví dụ như vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Các bạn lưu ý này, A, D và B12 được dự trữ tại gan nha các bạn. Hồi xưa các bạn có từng báo cáo bài vitamin rồi đó, nhớ vitamin A, vitamin D nó được dự trữ tại gan. Chính vì lý do này mà khi mình bổ sung các loại vitamin tan trong dầu thì cần phải cẩn thận về liều lượng và thời gian sử dụng. Và nhớ vitamin B12 đặc biệt nó dự trữ tại gan. Để hồi tí xíu nữa mình sẽ giải thích cho những cái triệu chứng khi mà bệnh nhân bị tổn thương ở gan. Ngoài ra ở gan nó sẽ dự trữ, nó còn chứa những cái ion kim loại quan trọng, ví dụ như sắt, natri, kali, magie, đồng kẽm. Đây là những yếu tố được xem là yếu tố vi lượng, tức là một hàm lượng rất nhỏ trong cơ thể nhưng vai trò của nó thì rất quan trọng, tại vì nó giúp cho hoạt hóa những loại vitamin, nó giúp cho enzyme được hoạt động. Và mà các bạn đã từng học là nó rồi. Mình qua tới phần kế tiếp, đó là các chức năng hóa sinh của gan. Thì các bạn nhìn lên đây và thấy thì gan có chức năng protein, có chức năng glucid, có chức năng lipid, chức năng đông máu, chức năng tiết mật, chức năng khử độc, chức năng enzyme, chức năng vận chuyển nước, rất nhiều chức năng. Hay là gì, nếu như các bạn nhìn lại, ngồi ngẫm lại, mình nhớ đến cái tờ phiếu xét nghiệm hay là những cái xét nghiệm các bạn có từng gặp khi đi lâm sàng, các bạn có thể ghé tên đó là gì, glucô, ure, acid uric, albumin, protein, bilirubin, các bạn NH3 máu, cholesterol, cholesterol ester, triglyceride, GOT, GPT, GGT, ALB, định lượng fibrinogen. Thì hầu như nãy giờ những xét nghiệm anh kể ra nó đều đánh giá được chức năng gan hết. Tức là gan là một trong những cơ quan hoạt động rất mạnh mẽ trong cơ thể và nó thực hiện chức năng rất là quan trọng trong cơ thể. Nó được xem là lá chắn bảo vệ cho cơ thể. Được mà,
Và nếu bạn nào nhanh mà nhẹ một chút xíu, bạn sẽ là gì? Ở đây anh ghi nó có đến 8 chức năng. Chức năng ruột huyết, chức năng lucid, chức năng lipid, chức năng đông máu, chức năng tiết mật, chức năng khử độc, chức năng enzyme và chức năng vận chuyển nước. Tuy nhiên hồi nãy trong tiêu đề bài đầu tiên của mình chỉ ghi là nắm được 7 chức năng hóa sinh của gan. Ai hiểu có một chức năng nào đó mà được kể ở đây nhưng không trong đề mục của mình là nhắc đến nó. Vậy tại sao không được nhắc đến thì mình sẽ biết. Mình qua chức năng đầu tiên, đó là chức năng chuyển hóa lucid của gan. Thì chức năng chuyển hóa lucid của gan nó sẽ được thể hiện thông qua đó là chức năng glycogen. Và chức năng glycogen thì nó thể hiện qua hai cái, đó là sinh tổng hợp glycogen và phân ly glycogen. Vậy khi nào thì sinh tổng hợp glycogen và khi nào thì phân ly glycogen? Thì sinh tổng hợp glycogen khi nồng độ glucose trong máu tăng cao, ví dụ như sau ăn. Và ví dụ như sau ăn thì các loại đường đơn nó sẽ được vận chuyển vào trong máu, nó hấp thu qua niêm mạc ruột vào trong máu, và từ trong máu đi đến gan. Và tại gan nó được tổng hợp tạo thành glucose, và từ glucose nó được dự trữ lại dưới dạng glycogen. Ngoài ra ở gan nó còn một quá trình nữa, đó là quá trình tân tạo glucid. Thì tân tạo glucid này nó sẽ được từ các nguồn mà các bạn đã từng được học rồi, đó là từ các loại monosaccharide khác, từ acetamin tạo đường, từ các pyruvate, từ lactate, từ glycerol, đúng không? À, nó sẽ được có một quá trình tân tạo glucid cũng lại tham gia hay là được đánh giá chức năng glucid của gan. Rồi tiếp tục sự phân ly glycogen thì quá trình này sẽ xảy ra khi nồng độ glycogen, sự nồng độ glucose trong máu của bệnh nhân giảm xuống. Rồi bây giờ mình qua đến cái tiếp là nhờ chức năng glycogen này mà nó gan sẽ tham gia vào điều hòa đường huyết. À, điều hòa đường huyết này mình đã biết được, điều hòa đường huyết nó sẽ thông qua thiết bị gan nhờ vào chức năng glycogen và thông qua hệ thống thần kinh nội tiết ra các loại hormone giúp tăng và hạ đường huyết, đúng không? Thì bây giờ để đánh giá chức năng vận chuyển hay sợ chức năng chuyển hóa lucid của gan thì người ta sẽ dựa vào một số nghiệm pháp. Ví dụ như ở đây anh giới thiệu các bạn đó là nghiệm pháp galacto niệu. Thì bây giờ anh không yêu cầu các bạn là phải nắm được nghiệm pháp galacto niệu là mình làm cái gì, mình cho bệnh nhân uống cái gì trong thời gian bao lâu, đánh giá lại như thế nào. Các bạn không cần thuộc toàn bộ nữa, thì cái đó mình gọi là quy trình. Mà quy trình thì các bạn còn các bạn hãy lật ra các bạn xem. Vậy ở đây anh yêu cầu các bạn nắm cái gì, các bạn nắm như thế này: nghiệm pháp galacto niệu nó đánh giá cái gì? À, nó đánh giá chức năng chuyển hóa lucid của gan. Các bạn nó đánh giá chức năng chuyển hóa lucid của gan. Vậy khi bệnh nhân bị giảm chức năng gan thì kết quả các bạn thu được là gì? À, và để trả lời được cái này thì các bạn thấy như này: các bạn cho bệnh nhân uống galacto tức là loại đường đơn. À, vậy theo chuyển hóa thông thường thì khi galacto một loại đường đơn được bệnh nhân uống vào, nó được hấp thu qua niêm mạc ruột, nó đi đến gan, và tại gan nó sẽ được chuyển hóa tạo thành glucose và dự trữ dưới dạng glycogen. Vậy nếu như bệnh nhân bị giảm chức năng gan thì dẫn đến chuyển hóa galacto từ tạo thành glucose nó sẽ giảm xuống, và vì nó giảm xuống như vậy nên nồng độ galacto trong máu nó sẽ tăng cao lên. Và khi nồng độ galacto trong máu tăng cao lên thì nó sẽ vượt ngưỡng thận và nó đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. À, vậy khi bệnh nhân bị giảm chức năng gan thì kết quả mà các bạn thu được là lượng galacto thải ra ngoài qua đường nước tiểu nó sẽ kéo dài và nó tăng lên, à, tăng lên và kéo dài. Đây là kết quả mà các bạn thu được. Nội dung bài tập 5 đó là nghiệm pháp galacto này dùng để đánh giá chức năng chuyển hóa lucid của gan. Khi bệnh nhân bị suy gan thì lượng galacto thải ra ngoài qua đường nước tiểu nó sẽ tăng cao lên và nó kéo dài. Nhưng mà lý do thì đó tại vì galacto nó được chuyển hóa tạo thành glucose và dự trữ dưới dạng glycogen tại gan. Để chào, đó là nội dung mà các bạn cần nắm. Trời, mình qua đến kế tiếp đó là chức năng chuyển hóa lipid của gan. Thì với chức năng chuyển hóa lipid của gan thì nó sẽ thể hiện qua hai quá trình, đó là tổng hợp lipid và thoái hóa lipid. Thì một số nội dung mà các bạn cần nhớ lại đó là gì? Gan là nơi duy nhất sản xuất muối mật, và muối mật thì nó có tác dụng là nhũ tương hóa lipid ở đường tiêu hóa, giúp cho tiêu hóa hấp thu lipid một cách dễ dàng hơn. Rồi mà vậy nếu như gan nó bị giảm chức năng, nó giảm sản xuất muối mật, hoặc là bị một nguyên nhân nào đó làm cho muối mật không có thể nào đưa xuống ruột để nhũ tương hóa lipid giúp hấp thu lipid,
thì chuyện gì xảy ra thì các bạn, dẫn đến chuyện là chúng ta sẽ không hấp thu được lipid. Mà khi không hấp thu được lipid, bản thân không hấp thu được lipid tức là dẫn đến mình giảm lipid thôi, đó là cũng không ảnh hưởng gì nhiều hết. Sai, nó sẽ kèm theo là giảm hấp thu lipid, thì hiển nhiên các sản phẩm chuyển hóa từ lipid nó sẽ giảm xuống, dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Kèm thêm nữa là khi không hấp thu được lipid thì nó sẽ không hấp thu được các vitamin tan trong dầu, và tại vì vitamin tan trong dầu cũng không thu được, nó sẽ hấp thu chung với lipid. Mà bây giờ hấp thu được lipid, không đủ tương hóa được lipid thì không hấp thu được các vitamin tan trong dầu, mà thường người ta sẽ đến việc A, D, E, K, và đặc biệt vitamin K nó liên quan về tuần hoàn. Vậy là A, nếu bệnh nhân bị giảm chức năng gan, bệnh nhân bị viêm nào đó dẫn đến không có sản xuất được mũ mật, hoặc là mũ mật không được xuống ruột, thì dẫn đến bệnh nhân có thể bị giảm vitamin K, dẫn đến rối loạn tuần hoàn, đúng không? Và gan là nơi chủ yếu của quá trình beta oxy hóa axit béo để cung cấp thể acetone đưa vào trong máu đi đến các mô. Quá trình này sẽ ra tại gan. Chuyển hóa lipid thì ở hầu hết tất cả các mô nào nó cũng có thể chuyển hóa lipid. Tuy nhiên ở gan thì nó sẽ nhanh và mạnh mẽ, bởi vì nó có hệ thống enzyme đầy đủ nhất, và enzyme này là cần thiết cho quá trình tổng hợp oxy hóa axit béo bão hòa và siêu bão hòa, tổng hợp triglyceride, tổng hợp phospholipid, tổng hợp cholesterol và acetone cho được. Bây giờ mình đến quá trình tổng hợp lipid, thì gan nó tổng hợp lipid cho bản thân gan, nó tổng hợp lên các lipoprotein và các axit béo cho máu, và là nơi chủ yếu tổng hợp phospholipid quan trọng trong sự vận chuyển mỡ khỏi gan, tránh thử động mỡ. Cái chỗ này các bạn sẽ phải nhớ lại ngày trước đó, khi anh trao đổi với các bạn về bài bộ mỡ, khi nói về vai trò của HDL, vai trò của LDL cholesterol, thì lúc đó anh nói các bạn không được nói LDL là nó xấu, mà chỉ được nói là nó không tốt. Đây là lý do chỗ này, tại vì LDL nó có chức năng đó là nó sẽ vận chuyển lipid, vận chuyển cholesterol từ gan đến tế bào ngoại vi. Vậy nếu như LDL mà nó giảm xuống, hay là LDL nó sẽ có chức năng đó là vận chuyển mỡ khỏi gan, làm giảm ứ động mỡ tại gan, nó có vai trò. Mà nếu mà nó giảm quá thấp thì cái ứ động mỡ tại gan nó có vai trò, mà vì nó có vai trò nên các bạn không được nói nó xấu, mà chỉ được nói nó là không tốt. Vậy mình mới đặt ra một cái vấn đề, cái câu hỏi LDL thì nó vận chuyển cholesterol, vận chuyển lipid từ gan đi dẫn đến giảm ứ mỡ, HDL thì nó vận chuyển cholesterol, vận chuyển lipid từ ngoại vi đem về gan. Vậy HDL có làm tăng tích mỡ tại gan không? Các bạn, mình đặt câu hỏi ngược lại, HDL thì nó vận chuyển từ ngoại vi đem về gan. Vậy HDL có làm tăng tích mỡ tại gan không? Và nếu nó làm tăng tích mỡ tại gan thì các bạn có được gọi là nó tốt không? Các bạn, theo các bạn thì HDL nó có làm tăng tích mỡ tại gan không? Các bạn, theo các bạn thì HDL nó có làm tăng tích mỡ tại gan không? Sao một bạn cho rằng là có, ai nữa có thể viết như bạn cho rằng là có, xin lỗi bạn Lê Minh Trung cho rằng là có, rồi ai có ý kiến khác, các bạn có cho rằng là nó làm tăng tích mỡ tại gan không các bạn? Đâu rồi các bạn hiểu rồi, bạn nữa khánh linh bạn là không có. Các bạn học tương tác tí xíu thì các bạn học thì buổi học mình sẽ kéo hơi dài, các bạn không tương tác ha. Tiếp tục bạn Huỳnh Quốc Hưng, tại sao bạn lại cho rằng là HDL không làm tăng tích mỡ tại gan? Tại sao lại cho rằng là không làm mỡ tại gan? Bạn cho tại vì chuyển về gan mà tạo muối mật. Ở đây các bạn lưu ý,
Câu trả lời là HDL, nó sẽ không làm thành chất mỡ tại gan. Tại vì khi các bạn đọc, các bạn thấy hết HDL vận chuyển cholesterol từ ngoại vi mang về gan và chuyển hóa. Chuyển hóa tức là gì? Cũng có thể thực hiện cái beta oxy hóa đó, hoặc là nó tạo muối mật, hoặc là đào thải ra ngoài qua đường dịch mật. Mà tức là nó không là đem về dự trữ tại gan mà nó đem về sau đó nó chuyển hóa đi, nên HDL nó sẽ góp phần làm giảm nồng độ lipid, nồng độ cholesterol trong máu nhưng không làm tăng ứ mỡ tại gan. Ha, các bạn lưu ý chỗ này, chính vì lý do đó các bạn vẫn gọi nó tốt chứ không gọi nó không tốt. Ha, thì tại gan nó sẽ thực hiện tổng hợp cholesterol từ acetin coenzyme. Cái quá trình này có thể xảy ra tại thận, thượng thận, ruột non và phổi. Tuy nhiên đặc biệt quá trình este hóa cholesterol thì chỉ xảy ra tại gan và trong huyết thanh. Là quá trình este hóa cholesterol sẽ xảy ra tại gan và trong huyết thanh. Chính vì lý do này mà lượng cholesterol este hoặc là tỷ lệ cholesterol este trên cholesterol toàn cầu nó sẽ là một trong những thông số dùng để đánh giá tính tổng hợp lipid của gan hay đánh giá chức năng lipid của gan. Là một trong những số mà các bạn phải nhớ gì? Lượng cholesterol hoặc là tỷ lệ cholesterol este trên cholesterol toàn phần. Nếu như lượng cholesterol este hoặc là tỷ lệ cholesterol este trên cholesterol toàn phần mà nó giảm xuống, đây là một trong những thông số để chứng minh là bệnh nhân này có giảm chức năng lipid của gan. Rồi, quá trình thoái hóa lipid thì tại gan nó sẽ ra quá trình đó là beta oxy hóa axit béo. Nó sẽ đốt cháy các acetin coenzyme trong chu trình rep để cung cấp năng lượng cho gan sử dụng. Một phần acetin coenzyme nó sẽ làm nguyên liệu để tổng hợp nước axit mật và các hormone steroid để được tổng hợp gan. Phần còn lại của acetin coenzyme sẽ được tổng hợp vào thành thể ceton để đưa vào trong máu đi đến các cathode. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện là những bệnh nhân bị đái tháo đường nào, đái tháo đường mà các bạn kiểm soát được huyết không có, nó dẫn đến tăng thể ceton lên và bệnh nhân có thể bị hôn mê, có thể bị toan do ceton, tăng ceton lên trong máu. Mà đây là rối loạn chuyển hóa lipid chứ không phải là rối loạn chuyển hóa glucid. Thì sẽ phải nhắc các bạn này rồi. Rồi, mình nói đến chức năng chuyển hóa protein của gan. Thì gan nó tổng hợp protein cho bản thân nó và tổng hợp protein cho máu. Nó tổng hợp gần như toàn bộ albumin và một phần globulin. Vậy giữa albumin và globulin thì cái nào đặc hiệu cho gan hơn? Thì câu trả lời là albumin. Albumin sẽ đặc hiệu cho gan hơn. À, và albumin, nồng độ, hàm lượng albumin trong máu nó phản ánh chức năng tổng hợp protein của gan. Ngoài ra thì gan nó còn tổng hợp lên fibrinogen, nó tổng hợp lên rotrobin. Hai cái này liên quan về đông máu và để thể hiện chức năng đông máu của gan. Ngoài ra nó còn tổng hợp ferritin, một loại protein có chức năng dự trữ sắt. Rồi mà gan nó sẽ cung cấp các axit amin tự do cho máu để đi đến các cơ quan khác, sử dụng axit amin tự do này tổng hợp lên protein cho các cơ quan đó. Vậy khi gan bị giảm chức năng xuống thì nồng độ protein toàn phần trong huyết thanh nó có thể giảm, chỉ là có thể chứ không phải khẳng định 100% là nó giảm. Nó có thể giảm nhưng con số chắc chắn giảm đó là albumin máu sẽ giảm, tỷ số A trên G tức là albumin trên globulin nó sẽ giảm xuống, nhưng protein toàn phần thì nó chỉ là có thể giảm. Tại vì lý do là vì khi albumin nó giảm xuống đó, thì dẫn đến nó giảm áp suất keo, dẫn đến giảm áp suất thẩm thấu, và cơ thể nó có thể bù trừ lại bằng cách nó tăng sinh các globulin lên hoặc là tăng sinh những thành phần protein khác lên mà không vô gan tổng hợp để nó bù lại áp suất bị thiếu, dẫn đến là protein toàn phần có thể không giảm mà chỉ giảm albumin mà thôi. Nhưng mà cái lý do này bạn có thể giải thích được trong trường hợp bệnh nhân bị hội chứng thận hư đó. Khi bệnh nhân bị hội chứng thận hư các bạn sẽ thấy là bệnh nhân hội chứng thận hư chúng ta đã thất thoát rồi protein, thất thoát albumin ra ngoài qua đường nước tiểu mà dẫn đến giảm áp suất và nó sẽ huy động, nó tổng hợp lên các lipoprotein vận chuyển nó kém, nó mang theo lipid vào trong máu, dẫn đến lipid hay là cholesterol triglyceride ở những bệnh nhân bị hội chứng thận hư là nó tăng lên trong máu. Được mà, đó là mình diễn giải chỗ này. Rồi, thì tại gan nó chứa nhiều axit glutamic và các enzyme trao đổi amin, ví dụ như ALT, ALT và amin là các loại
enzyme này nó thực hiện quá trình trao đổi và khử amin. À vậy AST, ALT nó thực hiện chức năng trao đổi và chức năng khử amin ở gan. Hãy nhớ cái này để hồi nữa sẽ hỏi lại cái này ha. Được mà. Và gan là nơi duy nhất tổng hợp ure hoàn chỉnh từ NH3. Nhớ nó, gan là nơi duy nhất tổng hợp ure hoàn chỉnh từ NH3. Chính vì lý do này nên khi các bạn học và thực tập với anh sẽ nói các bạn ure máu mà tăng lên do bệnh lý ở đâu, anh không cho phép các bạn trả lời đó là tại gan, tại vì gan đang thực hiện chức năng mà. Vậy nếu mà gan bệnh lý tại gan thì không như tăng ure máu mà nó sẽ là làm giảm ure máu, được không? Nên khi gan bị suy gan nặng thì ure máu sẽ giảm xuống. Tuy nhiên một chỗ mà các bạn cần đặc biệt lưu ý á, là gan là một trong những cơ quan thực hiện chức năng mạnh mẽ nhất của cơ thể. Có một số người đó là gì, gan chỉ cần 1/3 lá gan nó có thể thực hiện được chức năng của gan hoàn chỉnh, của một lá gan hoàn chỉnh, 1/3 lá gan thôi nó thực hiện chức năng của một lá gan hoàn chỉnh, tức là những chỉ số ví dụ như ure máu, NH3 máu nó chỉ thay đổi khi bệnh nhân bị tổn thương gan nặng. Còn tổn thương gan nhẹ, một cái tổn thương gan rất bình thường thì nó sẽ không dẫn đến thay đổi những chỉ số này. Được mà. Ngoài ra gan nó còn tổng hợp lên những cái hoạt chất có hoạt tính sinh học, ví dụ như hormone, nucleotide như bilirubin, acetamin. Đó là chức năng tổng hợp đầu tiên của gan. Mình qua đến phần tiếp theo là chức năng tạo mật. Thì chức năng tạo mật này các bạn đã được học rồi ở trong bài chuyển hóa hemoglobin. Được mà. Thì chức năng tạo mật này nó thể hiện gì? Chức năng tạo mật là của gan nó sẽ thể hiện ở chỗ đó là gan nó sẽ chuyển bilirubin tự do thành bilirubin liên hợp. Nó sẽ tái tạo bilirubin từ urobilinogen. Nó sản xuất nên axit mật và muối mật. Thì các bạn đã được học, các bạn lưu ý một chuyện này. Không phải tất cả các bệnh lý gan mật đều dẫn đến sự thay đổi về bilirubin, mà chỉ có những bệnh lý gan mật nào mà có rối loạn tạo mật hoặc rối loạn vận chuyển mật. Cái chỗ này nó thể hiện hai cái nguyên nhân gây vàng da mà các bạn đã được học á. Rối loạn tạo thành tức là gì? Rối loạn các thành phần tạo nên nó. Ví dụ bệnh nhân bị tái huyết, hay là một nguyên nhân nào đó gì cũng vỡ tụ cầu sớm, thì nó tăng chuyển hóa hemoglobin. Cái này người ta gọi là rối loạn tạo thành. Hoặc rối loạn vận chuyển mật, tức là nó vẫn chuyển hóa được, nó vẫn tạo thành bilirubin liên hợp được, nhưng nó không có vận chuyển xuống ruột được, hay là ngập trong tắc mật đó, thì nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về bilirubin máu, urobilinogen, sacobilin trong thân, sắc tố mật, muối mật trong cơ thể. Tức là chỉ có những bệnh lý gan mật mà có rối loạn tạo thành hoặc rối loạn sự vận chuyển mật mới dẫn đến thay đổi về các thông số ở đây. Còn nếu như không có sự rối loạn tạo thành đó thì không có rối loạn tạo thành, không có loạn vận chuyển mật thì không có thay đổi những con số đó là bilirubin máu, urobilinogen, sacobilin, sắc tố mật, muối mật trong cơ thể. Các bạn lưu ý vấn đề này, chứ không phải là bệnh, chứ bất cứ bệnh lý và gan nào mà nó bệnh nhân thì bệnh lý gan, bệnh nhân này có vàng da tuy chắc không phải, phải có rối loạn hai vấn đề này thì nó mới dẫn đến biểu hiện vàng da được. Thành phần chính của dịch mật đó là sắc tố mật, muối mật và cholesterol và một số chất khác, chẳng hạn như những chất làm phải. Và muối mật thì đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp hấp thu lipid hay là những tương hóa lipid và các chất tan trong lipid như vitamin A, D, K. Và sắc tố mật là sản phẩm đào thải, các bạn nhớ mình ha, nó là sản phẩm đào thải và nó sẽ được tống xuất ra ngoài qua đường dịch mật đưa xuống ruột đó. Rồi mình qua đến chức năng kế tiếp, đây là một chức năng rất quan trọng của gan, đó là chức năng khử độc, rất quan trọng của gan. Thì các bạn lưu ý là gì, hàng ngày trong các quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình luôn sinh ra các độc. Ví dụ như H2O2 đây là sản phẩm chuyển hóa của quá trình chuyển hóa trong cơ thể, NH3 đây là sản phẩm chuyển hóa của protein, của bilirubin tự do là sản phẩm chuyển hóa của hemoglobin. Rồi mà đây là những chất độc nội sinh, tức là do các quá trình chuyển hóa của cơ thể sinh ra. Ngoài ra chúng ta còn phải nhận thêm một cái nữa, hay là các bạn đã góp phần đưa thêm chất độc vào trong cơ thể người, cơ thể mình, đó là chất độc ngoại sinh. Ví dụ các bạn đưa vào trong cơ thể thông qua đường uống, ăn, hít, hoa. Hay các bạn uống chất độc, các bạn ăn chất độc, các bạn hít chất độc, các bạn hoa chất độc. Và gan
được xem là lá chắn bảo vệ cơ thể và nó phải thực hiện chức năng khử độc cho các bạn. Và để khử hết tất cả những chất độc nội sinh, những chất độc ngoại sinh này thì gan nó sẽ thông qua hai cơ chế, đó là cơ chế cố định thải trừ và cơ chế khử độc hóa học. Vậy khi nào thì cố định thải trừ và khi nào thì là khử độc hóa học? Thì các bạn lưu ý thế này. Bây giờ khử độc hóa học trước. Khử độc hóa học là gì? Mình nhìn chất này NH3 tạo thành ure, bilirubin tự do tạo thành bilirubin liên hợp, H2O2 tạo thành nước và oxy. Tức là gì? Những chất mà được khử độc bằng cơ chế khử độc hóa học thì những chất đó gan có khả năng chuyển hóa từ chất độc tạo thành chất không độc được, thì đó là khử độc theo cơ chế khử độc hóa học. Nhưng mà tất cả những chất mà gan chuyển hóa từ chất độc tạo thành chất không độc được thì được khử độc bằng cơ chế khử độc hóa học. Còn những chất mà gan không chuyển hóa được, ví dụ như muối của các kim loại nặng, gan không chuyển hóa được nó thì gan sẽ đào thải ra ngoài qua đường dịch mật, tức là khử độc bằng cơ chế cố định thải trừ, tức là gan bắt giữ lại những chất này, nó không chuyển hóa được nên như cái nhiệm vụ là bắt giữ lại và thải ra ngoài qua đường dịch mật. Hay từ chỗ này mình mới thấy ra một chuyện như thế này, vậy sử dụng mật động vật có tốt không? Sử dụng mật động vật có tốt không? Các bạn sử dụng mật động vật có tốt không? À, tại sao lại không tốt? Thì mật của dịch mật của người, của động vật tác dụng cũng gần như giống nhau, đó là đào thải chất cơ thể không chuyển hóa được và cụ thể là muối của các kim loại nặng, được không? Vậy tức là khi sử dụng mật động vật một thời gian chắc chắn sẽ nhiễm kim loại nặng. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng không phải phủ nhận được một số chuyện như thế này. À, chẳng hạn như một số bệnh nhân thường là chẳng hạn như bệnh nhân bị dị ứng, những bệnh nhân bị dị ứng thì người ta sẽ có thể sử dụng một số loại mật của động vật, ví dụ mật cá lóc này, mật ngỗng, mật rắn này. À, người ta sử dụng một số loại mật này thì vô tình ở một số người thì khi sử dụng mật động vật xong thì người ta lại giải quyết được cái vấn đề là dị ứng. À, vậy tại sao? Thì các bạn lưu ý trong cái dịch mật này, à, nó là sản phẩm đào thải, nó chứa muối kim loại nặng nhưng đồng thời nó cũng chứa các loại men chuyển hóa trong đó. À, các loại men chuyển hóa trong đó và vô tình trong mật của động vật nó lại có một số men chuyển hóa mà nó giải quyết được vấn đề dị ứng của bệnh nhân đó, nên dẫn đến bệnh nhân nó sẽ giảm được cái vấn đề dị ứng. Nhưng khẳng định đây chỉ là vô tình, tức là hên xui đó, vô tình có thôi chứ không phải tất cả. Thì có dù là nó có giải quyết được vấn đề dị ứng hay không thì bệnh nhân vẫn chấp nhận một cái vấn đề hay vẫn bị một vấn đề, đó là bị nhiễm muối của kim loại đó, mà bị muối của kim loại nặng. Rồi bây giờ để đánh giá về cơ chế hay là đánh giá về chức năng khử độc của gan thì người ta có một số nghiệm pháp. Ví dụ đầu tiên đó là nghiệm pháp BSB, bromosulfophenylalanine. Cái nghiệm pháp này nó dùng để đánh giá chức năng cố định thải trừ. À, các bạn nhớ, nó đánh giá chức năng cố định thải trừ. Vậy nếu như nó đánh giá chức năng cố định thải trừ thì cái chất BSB, tức là bromosulfophenylalanine này, cơ thể có chuyển hóa được hay không? Cơ thể có chuyển hóa được hay không? À, câu trả lời là cơ thể không chuyển hóa được. Mà vì không chuyển hóa được nên nó mới khử độc bằng cơ chế cố định thải trừ, tức là gan nó sẽ bắt giữ lại và nó thải ra ngoài qua đường dịch mật. À, vậy nếu bệnh nhân bị suy gan, kết quả mình thu được là gì? Vậy nếu như bệnh nhân bị suy gan, kết quả mình thu được là gì các bạn? Nó là gì? Nó là giảm bắt giữ, tức là gan nó giảm bắt giữ BSB. Mà nó giảm bắt giữ BSB thì nồng độ BSB trong máu nó sẽ tăng cao và kéo dài. À, nồng độ chất đó trong máu, chất BSB trong máu nó sẽ tăng cao và kéo dài ra. Được mà, à, các bạn đã hiểu được cái đó rồi đó. Thế là A, nghiệm pháp BSB nó đánh giá về khử độc theo cơ chế cố định thải trừ. Khi bệnh nhân bị suy gan thì nồng độ BSB trong máu nó sẽ tăng cao và kéo dài ra. Được mà. Rồi mình đến cái tiếp đó là đánh giá về cơ chế khử độc hóa học hay
thông qua nghiệm pháp đó là nghiệm pháp quyết, hay còn gọi tên đó là nghiệm pháp gây axit hydrochloric nặng. Thì khử độc hóa học tức là cái chất mà mình tiêm vào, cái chất mà mình cho bệnh nhân uống, nó sẽ phải được chuyển hóa tạo thành chất không độc. Ở đây mình cho bệnh nhân uống natri benzoat. À vậy natri benzoat cơ thể người có chuyển hóa được không? Được ha, chuyển hóa được. Được à? Vậy nếu bệnh nhân bị suy gan thì kết quả mình thu được là gì? Nếu bệnh nhân bị suy gan thì kết quả mình thu được đó là gì? Và thu được là gì? Đó là gan nó sẽ chuyển hóa natri benzoat tạo thành axit hydrochloric và đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Vậy nếu bệnh nhân bị suy gan thì nồng độ axit hydrochloric trong nước tiểu nó sẽ giảm xuống, nó sẽ giảm xuống. Nhưng ở đây các bạn còn phải nhớ một chuyện như thế này: nó giảm xuống, nó thấp là nó thấp, nó giảm so với giá trị của nghiệm pháp là 3 gram nha các bạn, so với giá trị của nghiệm pháp chứ không phải là so với giá trị bình thường. À các bạn còn lưu ý rõ cái này ha, tức là gì? Nếu như bệnh nhân này không có uống natri benzoat, bệnh nhân này không có đưa chất độc vào trong cơ thể thì không có axit hydrochloric trong nước tiểu, nên khi thực hiện nghiệm pháp này thì mới có axit hydrochloric trong nước tiểu. Vậy nếu như bệnh nhân giảm chức năng gan thì lượng axit hydrochloric được đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu nó sẽ giảm xuống, nhưng giảm là so với giá trị của nghiệm pháp kìa, so với giá trị kỹ thuật là 3 gram đó, là giảm so với mức đó chứ không phải là giảm so với bình thường, tại vì bình thường có thể là không có. Có thể là không có, mà dưới mức không có thì hiển nhiên là âm. Nhưng mà nên lưu ý giảm đây là giảm so với giá trị của nghiệm pháp. Nhưng mà lưu ý này ha, coi chừng đi dài là giảm so với giá trị bình thường là sai nha. Rồi lưu ý vô đó. Rồi, mình qua đến tiếp đó là chức năng đông máu. Thì gan nó sẽ thể hiện chức năng đông máu thông qua việc đó là gan nó tổng hợp lên fibrinogen, nó tổng hợp lên globulin, nó tổng hợp lên các yếu tố đông máu, các bạn chất là protein. À, nó còn tổng hợp lên yếu tố là tan máu hay là tiêu fibrin. À, các bạn chỗ này anh các bạn sẽ thấy là gì? Anh biết là cầm máu và đông máu hai cái quá trình khác nhau. Rồi thì các bạn lưu ý như thế này: đối với khi các bạn học sinh lý thì các bạn chỉ có một bài đó là sinh lý cầm máu. Tại vì sinh lý người ta quy ước cầm máu là nó gồm hai quá trình, đó là cầm máu ban đầu và đông máu huyết tương. À, sinh lý thì coi như cầm máu là gồm hai quá trình. Nhưng khi các bạn nói chuyện với lâm sàng thì các bạn phải nói là quá trình đông cầm máu, tại vì đối với lâm sàng người ta hiểu cầm máu là cầm máu ban đầu, tức là có mạch đó, và người ta mặc định như vậy. Nên khi nói chuyện với lâm sàng thì các bạn phải nói là dùng từ là đông cầm máu, còn nói chuyện với sinh lý thì các bạn chỉ dùng từ cầm máu là đủ cả hai quá trình. Thì chỗ này là chỗ các bạn cần lưu ý. À, đây mình qua đến chức năng kế tiếp, đó là chức năng vận chuyển nước. Chức năng vận chuyển nước thì các bạn thấy là gì? Hàng ngày gan tiếp nhận một lượng lớn máu, do đó nó đóng vai trò cho vận chuyển nước. Đấy, có bị cấn cấn cái gì chỗ này không các bạn? Nó bị vướng vướng gì chỗ này không? Hàng ngày gan nhận một lượng lớn máu, do đó nó đóng vai trò cho vận chuyển nước. Mà thấy có gì đó nó không phù hợp chỗ này? À, có gì cấn? Tự nhiên sao nhận một lượng lớn máu mà đã tham gia đó vai trò của vận chuyển nước, đúng là nó có gì nó không phù hợp cái này không? Có vai trò gì không? À, bạn nghĩ bên thăm thế là trong máu nó có nhiều nước, oxy keo nhiều nước. À, các bạn lưu ý như thế này: máu nó gồm hai thành phần, đó là huyết cầu và huyết tương. Thành phần chính của huyết tương là nước. Chính vì lý do nó mà hàng ngày nó nhận một lượng lớn máu, thành ra nó cũng nhận một lượng lớn nước. À, nhưng vai trò này hay là cái điều này gan nó có muốn không? Không, đây giống như là một vai trò phụ của gan.
tại vì nó lượng lớn máu đến nó nên thành ra là nó tham gia vận chuyển nước. Đây là vai trò phụ chứ đâu có muốn. Chính vì vậy vai trò này, chức năng vận chuyển nước này được xem là chức năng phụ của gan. Và gần như khi đánh giá về việc vận chuyển nước, đánh giá về hấp thu nước thì người ta không nói gì đến gan cả. Mà các bạn đã học bài chuyển hóa nước rồi à, khi nói đến vận chuyển nước, nói đến đào thải nước thì người ta nói đến chức năng của những cơ quan khác, ví dụ như thận, ví dụ như ADH, chứ người ta không nói gì đến gan. Nên gan đây là chức năng phụ nha các bạn, mình lưu ý cái này à. Rồi, đến phần kế tiếp mình có là những chỉ số bình thường. Chỉ số bình thường thì ngay từ đầu các bạn hỏi là không chơi nhá, không biết các bạn được chuyện là những cái giá trị tham chiếu này á, các bạn sẽ không cần phải thuộc khi các bạn học cái ngành, tại vì nó thay đổi, nó đúng như 95% dân số thôi nên nó sẽ có thay đổi và các bạn không cần phải thuộc cái này. Nhưng những cái âm tính và dương tính các bạn phải nhớ, ví dụ như bình thường bilirubin liệu là không có hay là âm tính, bình thường bilirubin trong nước liệu à, lý do là gì? Tức là tại vì bình thường bilirubin sẽ có hai loại nước, là bilirubin điên hợp và bilirubin tự do. Mình sẽ có hai loại như vậy à, và bilirubin liên hợp thì nó tan trong nước, còn bilirubin tự do thì nó không tan trong nước. Được à, phải. Và bilirubin liên hợp thì thường nồng độ trong máu rất thấp, từ trong máu rất thấp như vậy nó sẽ không có trong nước tiểu. À, các bạn lưu ý này. Còn urobilin thì bình thường nó có trong trong chúng ta đến thời tiết là các xét nghiệm được dùng để chẩn đoán bệnh ung thư gan mật. Đầu tiên, bilirubin máu sắc tố một urobilinogen trong nước tiểu. Thì các bạn lưu ý, bilirubin máu sắc tố một urobilinogen trong nước tiểu, những thanh thông số này chỉ thay đổi khi gan bị hai cái rối loạn, một trong hai cái rối loạn đó là rối loạn tạo thành hoặc rối loạn vận chuyển mật thì nó mới bị. Còn không bị thì nó sẽ không có thay đổi về bilirubin máu sắc tố một và urobilinogen trong nước tiểu. Được mà. Rồi, mình quan đến là xét nghiệm về bộ enzyme của gan. Thì xét nghiệm về bộ enzyme của gan thì nó rất là phong phú, tại vì gan nó có hệ thống enzyme rất là nhiều. À, thì enzyme của gan mình chia làm hai loại, đó là enzyme nội bào và enzyme ngoại bào. Nội bào tức là hoạt động trong tế bào gan, ví dụ như GT, GBT, LDH. Và lượng enzyme nội bào của gan thì nó rất là lớn. Nên khi bệnh nhân có hội chứng hủy tế bào gan thì nó sẽ tăng hơn là rất là nhiều. À, và ở đây có một cái nội dung sẽ cần trao đổi với các bạn, đó là gì? GOT, GBT hay còn gọi là AOT, ALT. Các bạn thường gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Đúng không? Các bạn gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Các bạn gọi nó là xét nghiệm men gan. Thì men gan tức là nó là những enzyme có trong gan. Được. Rồi các bạn gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Vậy anh mới đặt một câu hỏi ra, nó đánh giá chức năng gì của gan? Nó đánh giá chức năng gì của gan? Thảo mật, vận chuyển mật gì nữa? Hồi nãy mình có nói rồi đó các bạn. Giơ tay lên cho hạ tạo một cái chuyển mật. Chuyển nào? Giơ tay cho được cái này có đánh giá chức năng gì của gan các bạn? Chức năng mình đâu có chức năng phá hủy tế bào gan. À, đánh giá chức năng chuyển và khử amin. Hay mình nói rộng ra đó là chức năng chuyển hóa nội tiết. Đúng không? Vậy nếu như nó đánh giá chức năng chuyển hóa nội tiết của gan, vậy khi AST, ALT hay là GOT, GBT mà tăng lên trong máu, tăng lên trong máu thì các bạn nói đây là tốt hay là xấu? Thì mình sẽ gọi là tốt hay là xấu? Theo cách gọi của các bạn, theo cách gọi của các bạn đó là AST, ALT là đánh giá chức năng gan. Nó đánh giá chức năng khử amin, đánh giá chức năng chuyển amin của gan, hay là đánh giá chức năng chuyển hóa ruột tiết của gan. Vậy khi nó tăng lên là tốt hay là xấu? À, quy định
khi xét nghiệm ALT mà tăng lên thì các bạn sẽ nói là tốt hay xấu. Rồi, đa số các bạn là các bạn trả lời là xấu. Tại sao lại xấu các bạn? Các bạn đang gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Nó thực hiện chức năng khử amin, thực hiện chức năng chuyển amin, thực hiện chức năng chuyển hóa nội tiết của gan. Vậy khi nó tăng lên, nó giúp cho chuyển hóa, nó giúp cho khử amin nhiều dễ dàng hơn, nó giúp cho chuyển amin dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Bạn nói bạn lương tâm gì, tại vì tăng lên thì ứ nhiều amin, mà ứ nhiều thì xấu. Chưa đúng bạn ơi, chưa đúng. Tại sao các bạn lưu ý như thế này? Nó là xúc tác sinh học, nó là enzyme, thì enzyme nó giúp cho phản ứng xảy ra dễ dàng hơn, nó giúp cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, chứ nó không có bắt buộc hay là thúc đẩy phản ứng phải xảy ra. Tao hiểu này không? Chứ còn bây giờ có AST, có ALT hay là có GOT, có GPT nhiều đến mức nào đi nữa mà cơ chất không có thì nó vẫn không xảy ra phản ứng. À, tao hiểu này không? Rồi mà vậy ở đây nguyên nhân không phải là do việc quá nhiều amin dẫn đến xấu, nó giúp cho chuyển hóa dễ dàng hơn thôi. À, bạn tiêu quy trả lời là do enzyme nằm trong tế bào thì sao? Tức là nếu enzyme nó nhiều quá dẫn đến tế bào nó bị căng ra, nó bị vỡ. Hay sao? Các bạn, nó tăng lên, AST là cái tăng lên là tốt hay là xấu? Và theo cách giọng của các bạn là ALT nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Theo cách giọng của các bạn thì nó tăng lên là tốt, theo cách giọng của các bạn. Tuy nhiên trên lâm sàng nếu như AST, ALT mà tăng lên các bạn trả lời tốt là thầy cô sẵn sàng cho các bạn rớt. Tại sao? Tại vì chỗ này các bạn, định lượng AST, ALT các bạn định lượng ở đâu? Kết quả xét nghiệm đưa về cho các bạn AST, ALT định lượng ở đâu? Trong máu. Khi AST, ALT được định lượng trong máu nó có phản ánh chức năng gan không? Không. Khi ALT mà các bạn định lượng trong máu nó đâu phản ánh chức năng gan, tại vì nó là enzyme nội bào. Enzyme nội bào nó chỉ thực hiện chức năng khi nó nằm trong tế bào. Tức là gì? Nếu như ALT hay là GOT, mà tăng lên trong tế bào gan thì các bạn sẽ nói là tốt. Tuy nhiên ở đây mình đang định lượng trong máu, mà nếu như nó tăng lên trong máu thì nó không phản ánh chức năng gan, mà nó đang phản ánh tình trạng tổn thương, tình trạng hủy hoại tế bào gan. Được không ạ? À, mình phải làm rõ cái này nha. Chính vì như vậy bạn gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan là mình gọi chưa chính xác, tại vì mình đang định lượng trong máu, mình định lượng trong máu thì không phản ánh chức năng gan. Các bạn sẽ nhớ chỗ này.
Được không? Rồi. Vậy mình đặt thêm một câu hỏi nữa. Ủa? Vậy lâm sàng người ta có biết chuyện này không? Nếu tại sao người ta biết mà người ta vẫn gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan? Rõ ràng định lượng trong máu nó không phản ánh chức năng gan, nhưng người ta vẫn gọi, người vẫn sử dụng nó để đánh giá chức năng gan. Tại sao? Nhưng tại sao các bạn? Rằng là vì tế bào gan bị tổn thương thì chức năng gan giảm. À bạn ơi, thì hồi nãy anh có nói rồi, tế bào gan bị tổn thương thì tổn thương ít thì chức năng gan không giảm, tại vì nó thực hiện mạnh lắm. Cái này thì các bạn lưu ý, tại vì gan là một trong những cơ quan hoạt động mạnh mẽ nhất của cơ thể. Nó đang là 1/3 lá gan nó có thể thực hiện được chức năng hoàn chỉnh của một tế bào, của một cái gan hoàn chỉnh. Vậy tức là những cái thông số mà các bạn dùng để đánh giá chức năng gan chính xác, ví dụ như albumin, ví dụ như NH3 máu, ví dụ như ure máu, ví dụ như cholesterol ester, những con số này chỉ thay đổi khi gan bị tổn thương nặng. Bị tổn thương nặng mới thay đổi, còn tổn thương gan trung bình nhẹ không thay đổi. Nếu như vậy bạn dựa vào con số này để bạn đánh giá bệnh nhân này có giảm chức năng gan thì có phù hợp không? Không, nó sẽ không có yếu tố tiên lượng, nó không có yếu tố chẩn đoán sớm. Chính vì lý do này người ta mới chấp nhận người ta sử dụng ALT, mặc dù nó không đánh giá chức năng gan nhưng nó phản ánh tình trạng tổn thương gan dù rất nhẹ cũng phản ánh được. Tại vì lượng enzyme là nội bào trong tế bào gan lớn lắm, nên khi chỉ cần bệnh nhân bị tổn thương gan nhẹ thôi thì nó đã tăng lên và người ta thấy được bệnh nhân này có tổn thương gan, nó mang yếu tố sớm. Từ mà các bạn ơi, đó là lý do người ta sử dụng nó và gọi nó là xét nghiệm đánh giá chức năng gan, tại vì nó phản ánh tình trạng tổn thương gan sớm chứ không phải để đến thời gian muộn nó mới phản ánh để mà giống như những cái khác. Tương tự ở đây những loại enzyme này tiếp tục đến, đó là ALB và GGT. ALB hay là phosphatidyl GGT nó đều phản ánh tình trạng ứ mật, nó có khả năng phản ánh tình trạng ứ mật, tại vì ALB và GGT nó đều GGT này nó giúp cho vận chuyển amin qua màng. Nên mà nó cũng được đào thải ra ngoài và đường dịch mật, nên khi bệnh nhân bị ứ mật thì ALT và GGT nó sẽ tăng lên trong máu. Đồng thời GGT thì các bạn còn một sử dụng nó để đánh giá tình trạng tổn thương gan do rượu. GGT còn được phản ánh tình trạng tổn thương gan do rượu. Rồi mà vậy tại sao tổn thương gan do rượu đánh giá không có cái gì? Thì GGT nó giúp cho vận chuyển amin qua màng. Nên khi bệnh nhân sử dụng rượu thì nó ức chế quá trình này dẫn đến GGT nó sẽ tăng lên trong máu. ALB thì ngoài đánh giá ứ mật nó còn đánh giá tình trạng tổn thương hay là tình trạng rối loạn chuyển hóa của xương, nên thường người ta để đánh giá ứ mật người ta sử dụng cái như thế này để loại trừ được các bạn. Rồi, khi khảo sát cả 6 enzyme là GGT, GOT, GBT, cholesterol, GGT, ALB và GIP thì có thể phản ánh chính xác 100% bệnh lý về gan mật. Rồi, xét nghiệm về protein và dưỡng chất của liver thì albumin máu là một yếu tố hay là một xét nghiệm dùng để xác định mức độ tổng hợp của tế bào gan, xem tế bào gan có tổng hợp tốt hay không. Ngoài ra người ta còn có thể sử dụng đó là điện đi protein của huyết thanh để xem thành phần của protein này nó như thế nào, để phản ánh mình có một cái bước nhìn, một cái tầm nhìn rộng hơn về đánh giá tình trạng viêm của bệnh nhân, viêm cấp hay viêm mạn, đánh giá tình hình tổng hợp protein như thế nào. Thì ví dụ như albumin mà giảm xuống, globulin nó tăng lên thì mình đánh hào đây là hay là một cách giảm chức năng gan, giảm chức năng tổng hợp của gan. Hay một tình trạng viêm thì khi bệnh nhân bị viêm cấp thì alpha 1, alpha 2 globulin nó sẽ tăng lên, nhưng nếu như viêm mạn thì gamma globulin nó sẽ tăng, để biết đây là tình trạng viêm cấp hay là viêm mạn.
trong suy gan, trong bú mật thì tỷ lệ rồi cho đi nó giảm thì là quá bình thường nha. Rồi, các cái dịch xuất hiện nguy cơ thì ure máu nó sẽ giảm trong trường hợp bệnh nhân bị suy gan nặng, và ure máu giảm khi bị suy gan nặng và NH3 máu nó sẽ lên. Rồi bạn vui nha, tại vì NH3 chuyển hóa tạo thành ure nên lớn như giảm chức năng gan thì ure máu giảm xuống và NH3 máu thì tăng lên, dễ hơn. Rồi, các xét nghiệm về cấu trúc tình học của viêm gan virus thì ở đây chỉ thử sơ cho các bạn là mình sẽ có, ví dụ mình có một số loại viêm gan virus, đó là viêm gan virus A, viêm gan virus B, viêm gan virus C, D và E. Thì tương ứng với các loại viêm gan virus này thì các bạn sẽ có kháng nguyên, đó là kháng nguyên của các loại virus, ví dụ viêm virus H, AB, HCV, HPV. Và tương ứng với kháng nguyên thì mình sẽ có các loại kháng thể, rồi mặt kháng thể tương ứng. Thì phở đây mình chỉ giới thiệu sơ thôi, không có phân tích sâu, để lý do viêm gan là một cái mảng riêng, và khi học thì các bạn cần có đầy đủ kiến thức chứ không phải học không tới thì các bạn sẽ hiểu nhầm. Nên phần này học phần nhiễm sẽ dạy cho các bạn kỹ hơn. Ở đây anh chỉ giới thiệu sơ cho các bạn thôi. Tức là ứng với kháng nguyên thì mình có kháng thể, và kháng nguyên thì mình có rất nhiều kháng nguyên nha. Ví dụ mình có tương ứng với viêm gan B nè, mình sẽ có HBC, tức là kháng nguyên lõi. HB A là kháng nguyên hạ tăng E, kháng nguyên H, B S tức là kháng nguyên bền nè. Và tương ứng với loại kháng nguyên này thì các bạn sẽ có những loại kháng thể tương ứng. Đúng mà và nó rất là phức tạp, nên phần nhiễm các bạn sẽ học được cụ thể hơn, nó đầy đủ hơn, nên các bạn sẽ không nói ha. Rồi, mình qua đến các hội chứng xét nghiệm cho bệnh lý về gan mật. Thì mình sẽ có 4 hội chứng chính, đó là hội chứng suy tế bào gan, hội chứng hủy tế bào gan, hội chứng ứ mật và hội chứng viêm nhiễm. Nhưng mà bây giờ đến hội chứng suy tế bào gan trước. Vậy theo các bạn, khi bệnh nhân bị suy tế bào gan thì xét nghiệm gì sẽ thay đổi? Xét nghiệm gì sẽ thay đổi, hay là các chỉ số nào sẽ thay đổi? Và thay đổi như thế nào? Rồi mà nè, thưa các bạn, cái nào sẽ thay đổi, thay đổi như thế nào trong trường hợp hội chứng suy tế bào gan? Suy trước nè, suy đây. Suy tế bào gan thì cái gì sẽ thay đổi? Tỷ lệ AGT giảm được, tức là nó giảm xuống, tức là albumin giảm và globulin tăng lên. Và gì nữa? Albumin huyết thanh giảm là bao nhiêu nữa? Ở đây các bạn trả lời phải trồng tiền nghĩa học trở nên albumin giảm, và các bạn hãy trả lời là phải trả lời giống như bạn ở đây Sa Ngọc Bảo này, tức là bạn phải trả lời xét nghiệm chẳng hạn là albumin là cái chất mình đang quan tâm ở đâu, thì bạn trả lời là huyết thanh tăng hay giảm. Được mà, ví dụ bạn cần tìm đi học mà trả lời albumin giảm, albumin ở đâu, trong máu hay là trong nước tiểu? Được mà, mình phải là a cái xét nghiệm hay là cái chất mình có sót là gì, nó nằm ở đâu và nó thay đổi như thế nào, tăng lên giảm xuống, mất đi hay ổn tính hay dương tính. Được mà, và em là ba máu tăng tức là gì, bilirubin toàn phần tăng, bilirubin máu tăng, thạch phạm bilirubin máu là bilirubin gì, trực tiếp, gián tiếp hay là tự do, liên hợp hay thành phần, loại nào tăng mới được chứ? Sao các bạn? Rồi thì các bạn lưu ý trong hội chứng suy tế bào gan thì bạn nắm vững quá trình chuyển hóa thời gian nó đều bị ảnh hưởng, phải suy đều bị ảnh hưởng hết, và đến minh chứng cho việc ảnh hưởng thì mình sẽ có đó là gì, các xét nghiệm chẳng hạn, nếu đánh giá được quá trình tổng hợp của gan, ví dụ như albumin từ tổng hợp tại gan thì nó sẽ albumin trong huyết thanh nó sẽ giảm xuống, dẫn đến tỷ số AGT nó sẽ giảm xuống,
triglyceride tiếng Anh thì nó sẽ tăng lên, tăng ở đây là tăng lên triglyceride hoặc sinh, tức là nó được không thu được trong máu, nó không được chuyển hóa thì nó sẽ tăng lên. Cholesterol LDL nó sẽ giảm xuống, tại vì quá trình LDL cholesterol nó sẽ giảm theo. Fibrinogen của máu sẽ giảm xuống, NH3 máu thì tăng lên, ure máu thì giảm xuống, bilirubin liên hợp giảm xuống, tại vì quá trình này nó phải gắn tình trạng tụ độc của gan. À bạn quý cân cho rằng bilirubin tăng phần tăng hạ xuống để tăng bản. Tại sao bilirubin tăng phần lại tăng? Các bạn lưu ý hồi nãy mình ăn các bạn gì? Bilirubin máu, urobilinogen sạc trong máu với trộn trong nước tiểu và trong phân, nó chỉ thay đổi khi bệnh nhân có rối loạn tạo thành hoặc rối loạn vận chuyển thì nó mới thay đổi, rồi mà mới thay đổi. Ở đây bilirubin liên hợp nó sẽ bị giảm xuống do quá trình chuyển hóa từ bilirubin liên hợp tạo thành, từ bilirubin tự do thành bilirubin liên hợp nó sẽ giảm xuống. Quá trình này là quá trình khử độc của gan, nó giảm xuống nên nó dẫn đến giảm bilirubin liên hợp, đúng không ạ? À chứ không phải là bilirubin tăng nha. Rồi mình qua đến hội chứng kế tiếp, đó là hội chứng hủy tế bào gan. Vậy theo các bạn, hội chứng hủy tế bào gan thì thông số nào sẽ thay đổi? Xem thì hồng nóng ALT, ALT ở đâu tăng hay gì? Mà đã nhắc rồi, bạn trả lời được, bạn không trả lời được A nó ở đâu, phải có là tăng hay là giảm? ALT trong tế bào gan như thế nào, tăng hay giảm? Bạn số để Hồng Thắm trả lời, anh thấy ba kết quả bạn trả lời thì gì? ALT trong tế bào gan tăng. Ủa, hủy tế bào gan thì tại sao ALT trong tế bào gan tăng mà? Bạn số để Hồng Thắm ơi, tại sao bạn lại cho rằng bệnh nhân bị hủy tế bào gan thì ALT trong tế bào gan tăng? Các bạn trả lời ba ý, ba câu trả lời liên tục, các bạn sẽ ghi kết quả là ALT trong tế bào gan tăng. Tại sao lại tăng? Tại sao lại tăng? Các bạn, trong hội chứng hủy tế bào gan, hội chứng hủy tế bào gan thì các bạn thấy là gì? Nếu như không hội chứng hủy tế bào gan thì câu trả lời đầu tiên, tất cả enzyme nội bào của gan sẽ tăng lên trong máu. À, enzyme nội bào có gì? Có AST, ALT, GGT, LDH, enzyme nội bào của gan đều tăng. Tiếp tục, những thành phần dự trữ trong tế bào gan cũng tăng lên, ví dụ như B12 tăng lên, sắt huyết thanh tăng lên, được không ạ? T là nội bào như nó tăng rồi. Anh nghĩ là gì? Bilirubin toàn phần, sắc tố mật, muối mật trong nước tiểu có thể tăng. Nhớ cái này nha các bạn, chỉ là có thể tăng thôi chứ không phải chắc chắn tăng. Tại vì hủy tế bào gan, các bạn biết hủy tế bào gan, hủy tế bào gan thì nó hủy ít thì không liên quan, hay là không có xảy ra hai cái vấn đề là rối loạn tạo thành, không có, cũng không có rối loạn vận chuyển, được mà chỉ có hủy tế bào gan mà kèm theo rối loạn tạo thành, rối loạn vận chuyển thì nó mới có thể tăng. Ba cái đó là bilirubin tăng phần, sắc tố mật và muối mật trong nước tiểu mới có thể tăng lên mà thôi. À, tại sao trường hợp này sẽ lý giải theo trường hợp là bệnh chẳng hạn bệnh nhân bị viêm gan virus cấp á, thì trong trường hợp viêm gan virus cấp á thì có một cái hạn hủy tế bào gan, thì nhưng mà kèm theo nó sẽ phù nề các mặt vật lý trong gan, mặt phi phù nề các mặt vật lý trong gan, dẫn đến nó tích tắc mặt vật lý trong gan, dẫn đến nó
rơi vào trường hợp đó là rối loạn vận chuyển thì nó tăng lên. Còn nếu như không có đến một cái tình trạng hủy tế bào gan không quá nhiều, không thay đổi gì hết thì chức năng gan không có ảnh hưởng và các thông số bilirubin máu có mật với mật trong nước tiểu cũng không thay đổi nếu như không có kèm theo các hai cái vấn đề hồi nãy. Thế mà rồi đó là qua hủy tế bào gan. Hội chứng thứ ba mình có đó là hội chứng ứ mật. Thì trong hội chứng ứ mật cái gì thay đổi các bạn? Trong hội chứng ứ mật thì cái gì thay đổi? Ứ mật thì mình phải nhắc đến hai loại enzyme nội bào như sẽ tăng lên trong tình trạng ứ mật, đó là ALB và ALB và GGT. À, chắc chắn hai con số này nó phải để tăng lên. Gì nữa? Ứ mật thì điển hình đó là GGT, ALB nó phải tăng. Bilirubin huyết thanh tăng lên và tăng chủ yếu là loại liên hợp. Và tăng chủ yếu là liên hợp hay tăng chủ yếu là trực tiếp. Được không ạ? Tại vì nó ứ mật có lúc này nó là chuyển hóa từ bilirubin gián tiếp thành bilirubin trực tiếp hay là từ bilirubin tự do nó tạo thành liên hợp, nó đã tạo thành liên hợp rồi nhưng mà nó bị tắc, nó không vận chuyển xuống ruột được nên dẫn đến nó tăng và tăng chủ yếu là loại liên hợp. Ngoài ra sắc tố mật muối mật trong nước tiểu nó sẽ dương tính và từ âm tính nó thành dương tính. À, urobilinogen trong phân nó sẽ giảm hoặc âm tính. Cái chỗ này các bạn muốn gì? Urobilinogen trong phân hay còn gọi người ta còn gọi đó là sacobilin trong phân á, thì sacobilin nó sẽ tạo thành màu vàng tự nhiên cho phân. Nên nếu như bệnh nhân mà bị tắc mật thì tùy tình trạng tắc mật là hoàn toàn hay là không hoàn toàn thì phân của bệnh nhân nó sẽ giảm màu, nó giảm màu vàng hay người ta nói là bị bạc màu hoặc nó trắng như cứt cọ. Rồi mà đó là một triệu chứng, để một trong những triệu chứng của bệnh nhân bị ứ mật đó là phân bạc màu hoặc phân trắng như cứt cọ. Đó là tùy thuộc vào cái tắc mật có hoàn toàn hay là tắc mật không hoàn toàn. Nếu tắc mật hoàn toàn luôn là bệnh nhân không có màu vàng tự nhiên của phân thì nó sẽ là trắng như cứt cọ. Rồi về hội chứng viêm nhiễm thì hội chứng viêm nhiễm thì chúng ta chỉ đánh giá bằng gì? À, cái điện viêm protein, các bạn thấy hình ảnh của viêm, ví dụ như viêm cấp thì alpha 1, alpha 2 globulin tăng lên, hoặc viêm mạng thì là gamma globulin tăng, hoặc là các phản ứng như là phản ứng lên bông ROS mắc lạc gan nó sẽ dương tính. Tuy nhiên cái phản ứng lên bông ROS mắc lạc gan hiện tại các bạn không có làm nữa, người ta có thể thay thế bằng các cái protein viêm nhiễm, ví dụ như là CRB alpha 1 antitrypsin, mình sẽ thay thế bằng cái protein viêm nhiễm này, chứ các phản ứng lên bông ROS mắc lạc gan thì tự nhiên bây giờ mình không có làm nữa. Rồi với các xét nghiệm chuyên biệt khác thì tùy thuộc các trường hợp bệnh lý, ta có thể cho thêm những cái xét nghiệm chuyên biệt dùng để phản ánh về bệnh lý của gan, ví dụ như chỉ số huyết thanh thật của viêm gan virus, cái đó chẳng hạn như là PCR, RT-PCR dùng để xác định cái bộ gen của virus đúng không? Hoặc là sắc huyết thanh ferritin, đồng huyết thanh thì nó phản ánh qua tin cái quá trình tạo máu hoặc là hủy hồng cầu. Các chỉ số huyết thanh hay là chỉ số ung thư, ví dụ alpha fetoprotein hay các bạn gọi là AFP dùng để đánh giá trong ung thư gan. Và mặt CA cũng là đánh giá một phần để ung thư gan và đánh giá ung thư đường tiêu hóa. DCCP hay là BIPK2 đó thì cũng dùng để đánh giá sớm cho tình trạng ung thư tế bào gan. Kháng thể như kháng thể cá nhân ANA hoặc là kháng thể IMA, cái này cũng liên quan về bệnh lý về huyết học. Các xét nghiệm về huyết học cho trường hợp bệnh lý về máu hoặc các nghiệm về ký sinh trùng chẳng hạn như dung chó, dung lương, xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh ví dụ như siêu âm, X quang, nội soi, chụp đường mật, ngực dòng, CT scan, cộng hưởng từ, và cuối cùng đó là xét nghiệm sinh thiết.
mà đó là các xét nghiệm chuyên biệt khác, thì tùy mỗi bệnh lý, mỗi trường hợp khác nhau sẽ có thêm những cái xét nghiệm tương tự như thế này. Rồi, mình qua đến phần kế tiếp, đó là các thay đổi xét nghiệm trong một số bệnh lý gan thường gặp. Thì bây giờ ví dụ bệnh nhân bị viêm gan virus cấp, thì theo các bạn, khi bệnh nhân bị viêm gan virus cấp á, thì nó sẽ nổi bật lên là hội chứng nào? Mình có bốn hội chứng, đó là hội chứng suy tế bào gan, hội chứng hủy tế bào gan, hội chứng ứ mật và hội chứng viêm nhiễm. Bốn hội chứng. Vậy theo các bạn, trong viêm gan virus cấp thì nổi bật lên là hội chứng nào? Đa số các bạn được trả lời đó là hội chứng hủy tế bào gan. À đúng đấy các bạn, viêm gan virus cấp điển hình đó là tình trạng hủy tế bào gan cấp. Và vậy điển hình là hội chứng hủy tế bào gan cấp thì cái gì sẽ thay đổi, đó là các xét nghiệm về enzyme nội bào của gan nó sẽ tăng lên. Rồi, nó sẽ tăng lên. Và rồi có một có bạn nào nói là nó có hội chứng viêm nhiễm không? Nó có hội chứng viêm nhiễm không các bạn? Nó có hội chứng suy tế bào gan không? À, nó sẽ có hội chứng suy tế bào gan nếu như hủy tế bào gan quá nhiều. Nhớ nghe, quá nhiều chứ không phải chắc chắn là hội chứng viêm gan virus cấp phải có giảm chức năng gan, phải có hội chứng suy tế bào gan. Phải khi nó hủy quá nhiều thì nó dẫn đến chuyện đó là bị hội chứng suy tế bào gan, còn nếu nó không giảm quá nhiều thì không có hai các bạn. Rồi mình qua tới kế tiếp, đó là hội chứng, xin lỗi, bệnh lý xơ gan. Thì theo các bạn, trong bệnh lý xơ gan thì hội chứng nào sẽ là hội chứng điển hình, hội chứng nào là hội chứng nổi bật? Mình đang nói là bệnh xơ gan thì hội chứng nào sẽ là nổi bật? Mình có bốn hội chứng nha bạn Lê Minh Trung. Mình có là hội chứng suy tế bào gan, hội chứng hủy tế bào gan, hội chứng ứ mật và hội chứng viêm nhiễm. Tăng áp khổ thì chắc chắn rồi, nhưng mà nó không phải là hội chứng của bệnh lý về gan mật, mà nó hội chứng về bệnh lý của gan mật kìa. Xơ gan nha, mình đang nói về xơ gan nha. Xơ gan thì hội chứng nổi bật sẽ là gì các bạn? À các bạn lưu ý vậy, xơ gan có gì? Xơ gan có là một biểu hiện của một bệnh lý là khi gan nó bị, tế bào gan bị tổn thương quá nhiều. Bị tổn thương quá nhiều, nó bị vỡ quá nhiều, nó giận vỡ nhiều quá và không phục hồi, dẫn đến xơ hóa, dẫn đến xơ hóa các tế bào gan, xơ hóa. À giúp trường hợp này điển hình nó sẽ là hội chứng suy tế bào gan. Thấy rồi, biểu hiện là hội chứng suy tế bào gan là nổi bật lên. Có bạn nói là ai thấy có hủy tế bào gan nữa,
lúc này có thể sẽ không có biểu hiện của hủy tế bào gan, tại vì nó đã hủy trước đó rồi, hủy nhiều hoặc không phục hồi được, nó dẫn đến xơ gan. Được không? Và tại sao lại có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa? Thì tăng áp lực tĩnh mạch cửa xảy ra lý do là lúc mà nó xơ hóa đi, các đường mật trong gan nó sẽ bị xơ hóa, dẫn đến nó tăng áp lực khi dòng máu đi vào trong, nó bị xơ hóa, nó làm cho giảm lưu thông trong gan, dẫn đến tăng áp lực của tĩnh mạch cửa lên. Và vì tăng áp lực tĩnh mạch cửa lên thì nó sẽ xuất hiện mà cái mà các bạn gọi đó là các cái tuần hoàn, quan hệ tuần hoàn mạch gan, được không? Đó là lý do. À, bạn Nguyễn Thị Quyên, hội chứng suy tế bào gan kèm theo viêm nhiễm, có viêm nhiễm xảy ra trong trường hợp này hay không các bạn? Có xảy ra hay không? Có hội chứng viêm nhiễm không? Vẫn có thể có, nhưng không phải là chắc chắn. Và mà tại vì nó liên quan về các thành phần miễn dịch, nó liên quan đến thành phần miễn dịch. Sơ gan nó liên quan phải trả lời là do viêm nhiễm mạng tính chưa chắc các bạn. Có thể là sơ gan nó không phải là do viêm nhiễm mạng tính đâu. Chẳng hạn như là sơ gan do rượu chẳng hạn, tức là một tình trạng tổn thương gan quá nhiều mà không có phục hồi kéo dài, dẫn đến nó bị sơ và do rượu, có thể chưa chắc là do viêm nhiễm mãn tính, mà tại vì khi gan bị tổn thương giảm chức năng gan thì sẽ giảm tổng hợp các thành phần có tính chất protein, hay là nó sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố miễn dịch của bệnh nhân, dẫn đến là nó có thể giảm chức năng gan, thể dẫn đến cả giảm thử độc, giảm miễn dịch của bệnh nhân, dẫn đến có thể là viêm nhiễm kéo heo thôi chứ không phải là do viêm nhiễm mãn tính chỗ này ha. Rồi bây giờ đến hội chứng cuối cùng đó, sau tới bệnh lý cuối cùng đó là bệnh lý ứ mật. Thì cái này thì quá điển hình rồi, bệnh lý ứ mật thì nó sẽ là điển hình của tình trạng của hội chứng ứ mật, cái này thì nó quá điển hình ha. Nhưng nó có thể kèm theo cái gì các bạn? Nó có thể kèm theo viêm nhiễm nữa đó. À, nó có thể kèm theo viêm nhiễm nữa. Tại vì khi ứ mật, mật dịch mật thì nó lại là những cái men tiêu hóa, những cái men chuyển hóa, dẫn đó nó sẽ gây, có thể là gây bụng nhiễm thực tại và nó dẫn đến viêm kèm theo, đó là kèm theo chứ không phải là tất cả được có. À, hay là những bạn thấy là những bệnh nhân bị ứ mật thì sẽ bị ngứa đây là do nó sẽ ứ động, sẽ do lắng động bilirubin dưới da, nó sẽ dẫn đến ngứa. Rồi giờ thống kê là cái viêm gan virus thì điển hình của nó sẽ là tình trạng hủy tế bào gan, nó có thể có suy tế bào gan kèm theo. À, rồi xơ gan thì biểu hiện chính của nó là hội chứng suy tế bào gan, có thể kèm theo hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, kém dinh dưỡng, đó mà có thể kèm theo. Hội chứng ứ mật thì hiển nhiên điển hình đó là biểu hiện của hội chứng của biểu hiện của hội chứng ứ mật. Rồi chào. Rồi mình hết bài ở đây. À, các bạn có thắc mắc hay là có gì cần trao đổi về bài này không? Hello. Các bạn có cần gì trao đổi hay là thắc mắc gì chỗ này không? À, cái bài tập về nhà là cái bài tập thực học của các bạn đó, thì hiện tại anh sẽ chưa có đưa đường link đâu. Tức là sau khi tất cả các lớp IK42 học xong, là trong tuần này là sẽ xong đó, là anh sẽ gửi cho các bạn là một cái đường link và sẽ mở cho đến ngày 30 tháng 5. Nên bây giờ chưa có đâu các bạn. Thì anh sẽ nhắc lại ha, là cái đó là các bạn sẽ chọn một bệnh nhân được quyền chọn trùng. Các bạn sẽ có một số nội dung. Thứ nhất là bạn bệnh hội thành chính của bệnh nhân thôi. A, tên, tuổi, nguyên lý do nhập viện, và sau đó các bạn sẽ viết sơ lược về tiền sử bệnh sử của bệnh nhân đó, khám lâm sàng sơ lược thôi, để phần đó là có thể các bạn khám được cái đó để định hướng cái chẩn đoán của các bạn thôi, và chủ yếu là các bạn phân tích về cái kết quả xét nghiệm liên quan về bệnh lý gan mật của bệnh nhân đó. Đó mới là cái nội dung anh yêu cầu các bạn. À, giờ còn gì không các bạn, có nói gì không? Các bạn
Corona của là sao? Slide bệnh xơ gan, chỗ hội chứng suy tế bào gan. Và thì xơ gan biểu hiện lớn nhất của nó sẽ là hội chứng suy tế bào gan. Sao bạn bạn Nguyễn Vĩ Năm hả? À, bạn hỏi anh chưa hiểu chưa đó. Alo, Lâm Nguyên Vy, bạn gì vậy? Chỗ này hả bạn? À phải nói cái dấu trừ chỗ này á. Rồi bạn quan tâm cái này cứ nghe bạn hay nãy giờ có điện thoại coi dữ lắm các bạn. À, các bạn tiếp đi. Chị chờ em chút.
Tao không biết. Đi đó.